Em xin chào cả nhà. Dạ em xin chào cả nhà. Em chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Mà cả nhà thì sáng hôm nay á, hai vợ cháu á sẽ qua bên nhà của dì út của em á, là sẽ dỡ mấy vách đó để mà ra sửa lại cái nhà. Tại vì nhà của dì út bây giờ nó cũng sập sệ quá rồi, cho nên bây giờ còn có mình dì út rồi, rồi cũng không ai phụ được. Bây giờ mấy vợ cháu về sẽ qua bển để mà dỡ ra để sửa lại cho nhà cho dì út. Dạ mời cả nhà đi chung với hai cháu em nha. Mời Dũng thì trước đó ở chung với bà ngoại, mà bà ngoại thì mất rồi, giờ chỉ còn Dũng thôi. Bây giờ nhà thì nó hư rồi cả nhà. Rồi giờ em với dì Năm với Dũng Út, cái Dũng Năm nữa lại đang phụ dở. Vợ Năm ơi, chị Năm anh đâu? Thì dì Năm của em ở dưới sông một bên đó. Này nhà thì còn có mình dốt ở cái nhà này. Rồi giờ thì nó cũng yếu rồi, hổng em với em con mình chị con mình Năm đó. Rồi cũng có câu cái cọng dây đó lại cho nó gạch cái nhà lại, nhưng mà giờ nó hở. Bây giờ nó hở chống lỏng như vậy. Cho nên là phải nhờ Dũng Út lên hôm nay sẽ làm, sẽ dỡ cái này ra đâm lại một mái bằng mấy miếng tường này nha, là đâm một mái cho nó ngược về cái đường đi. Có lần nó đi sát trong cái cây kèo trong tường kìa. Dốt sắp miếng ơi Trang, vậy sắp để đó đi rồi con lại con khiên cho. Cái lá này nó nhẹ, vừa mới quay lá khô mà. Nó có bắt đứng đây nè. Rồi. Đây luôn à. Không, còn chưa một hàng đinh đó mà. Đâu có.
ngon. Rồi chuẩn bị nha. Tao vừa vừa móc lắc lắc cho xuống đi. Bò sang từ 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 từ. Sớm giờ mấy anh cháu cũng dỡ tôn đồ ra xong hết rồi. Rồi bây giờ cạy mấy cái đồng tay ra nữa. Cái này cạy hai cây đó nữa nghỉ làm cơm ăn là được rồi đó Dũng Út ơi. Vậy Dũng Út làm ha, con bển con bắt được cơm lên ha. Ừ. Dạ. Dạ. À, bầu cắt bầu nấu canh hay luộc? Luộc đi. Luộc ha. Dạ. Mà sớm giờ em về em cũng có chạy ra ngoài đầu đường em mua được ít tôm nè cả nhà, với lại miếng ba gọi. Thì cơm hồi nãy em cũng đi rồi em cũng có bắt trước rồi, em bắt nồi cơm điện. Thì thịt này thì chút xíu em sẽ ram. Còn cái phần thịt tôm này chút xíu thì em sẽ nấu canh. Thôi giờ em mời cả nhà vô bếp cùng em nha. Những mốt thì em còn làm ở bển chạy mấy cái đồng tay nữa xong rồi. Giờ em đi ra đem cắt nữa chứ bầu vô nấu canh với lại bầu mình luộc mình nấu ít chảy nấu canh ăn. Bầu quá chứ nuôi. Cắt nửa khúc này hai cháu luộc ăn đủ rồi. Bây giờ em nhổ ít chảy nữa vô nấu canh luôn. Sẵn đây mình nhổ ít cải bẹ xanh vô nấu canh ăn luôn. Cái này không biết làm sao mà trồng nó không tốt nổi, nó không phát, nó còi hoài. Mình tiễn mình ăn để tới lớn thấy không xong, có hớn thì nó khác mà. Ở bên kia bên đây cái nó rủi hết trơn nộ thôi. Sớm giờ em ra em cũng nhổ ít cải với cắt nửa trái bầu
tại vì bầu của mình ăn nó nguyên trái thì nó không hết, cho nên em cắt nửa trái. Còn cái cải này á, là mình tiễn mình ăn, lựa cái bự đó ăn trước, còn cái nhỏ vậy đó, mình để tới nữa cho nó lên lại, cho nó bự xíu nữa mình hãy ăn, chứ ăn nhỏ quá uổng. Có mấy cây lựa cũng bự thôi. Dũng Út chắc ổng gán dở cho rồi hay sao, nãy giờ nãy thì còn có hai cây nữa mà sao nãy giờ thấy cũng hơi lâu rồi chưa thấy Dũng Út gì, không biết lý do làm sao, hay là tại nước hay là tại đất gì con không biết, nhưng mà nó bị héo cái nó hư một phút, cứ một thời gian cái nó rụi hết trơn. Thấy vậy chứ nó mướt. Giờ em bắt cái chảo lên để mà em nấu canh rồi em kho thịt. Em bắt cái chảo lên, giờ em cho miếng dầu vô. Cho miếng dầu vô á, dầu cũng nóng, giờ em cho miếng tỏi vô. Cho miếng tỏi vô, vợ cũng vàng rồi. Bây giờ em cho cái tép vô luôn. Để mình xào lên cho nó săn lên, nấu canh cho thơm. Tôm cũng săn, giờ em cho miếng nước vô. Em cũng bắt cái chảo để mà em găm thịt luôn cả nhà. Giờ em cho miếng dầu. Giờ em cho dầu vô cũng nóng, giờ em cho cái hành với tỏi nè. Cho hành tỏi vô cũng vàng, giờ em cho cái gạch tôm nãy nè. Em cho vô em xào trước. Xong rồi giờ em cho tôm vô luôn. Giờ em cho cái ba gọi nãy em cũng có trụng rồi nè. Cho vô luôn. Giờ em cho thịt vô em xào cũng xong rồi, giờ em cho miếng nước màu. Cho ít thôi. Cho vô mình cộng lên cho nó, cho vô mình xào lên cho nó thấm, nó đều. Xong rồi em cho đường, hạt nêm với bột ngọt, em cho mỗi cái một ít. Tại vì em lấy ra để hồi mình ninh canh luôn á cả nhà.
dành đây ít muối bột, cho vô cái mình sơ lên cho nó tan gia vị. Nồi canh nó sớm giờ nước cũng sôi, giờ em cho gan vô, giờ em sẽ cho gốc cải vô trước. Cải vô cái mình sơ lên cho nó lẹ mềm, rồi thế mình cho lá vô sau. Rồi cải vô xong rồi giờ em cho cái hạt nêm, bột ngọt, đường, muối. Cho vô rồi giờ em đảo lên cho nó tan gia vị, rồi cái em cho cái lá cải vô sau. Giờ cái thịt á, nãy giờ em cho gia vị vô, giờ xạo cũng xăng, giờ em cho một miếng nước vô. Cho miếng nước vô. Cái gốc mình cho xong rồi, giờ em cho cái đá vô luôn. Cho vô mình đè xuống cho nó lẹ chín. Giờ canh chín nè, giờ em nhắc xuống luôn. Nhắc xuống em cho một ít hành lá, một chút tiêu. Sẵn đem bắt cái son cho em luộc mất bầu luôn, sẵn phần lửa cho miếng nước vô. Giờ thịt á, 5 gram nãy giờ nó cũng chín rồi. Giờ em cho miếng hành. Cho xong rồi em cho thêm ít tiêu nữa. Dần nước cũng sôi rồi, bây giờ em cho vô đây là một miếng muối với lại hạt nêm, dặn xíu bột ngọt, mình cho vô cái mình luộc bầu cho nó thấm cho nó ngon. Dặn cho gia vị vô xong, bây giờ em cho bầu vô luôn. Em chừa lại trong cái thời gian mình luộc bầu á, thì em sẽ quậy một ít chao để hồi bầu luộc cái mình chấm chao luôn ăn cho ngon. Bầu sớm giờ em luộc á chắc cũng chín, giờ em vớt ra luôn. Cái này em thấy bầu á còn non quá, cái em để cái vỏ lại, em không có gọt cái vỏ. Với lại mình bầu non á, mình để cái vỏ ăn nó giòn.
thấy có canh rồi với lại bầu luộc nữa, cho nên em luộc một ít rồi cả nhà. Em chờ lại một ít. Mà tôm canh sớm giờ em nấu cũng chín cả nhà, giờ em mời cả nhà dùng cơm với hai cháu nha. Không mời nhau dùng cơm. Mời thì dùng cơm. Dạ. Giấc này thì cũng chưa cả nhà. Mời cả nhà dùng cơm. Có canh đó nhỉ. À. Bầu. Bầu cánh chào. Chao này vô hút ăn thì sao? Chao này là chao củ hủ dừa á. Ngon rồi. Béo. Chao béo gì? Béo gì vàng hay xanh luôn. Quên gót nước mắm chấm cải thì đúng không? Để ăn luôn rồi. Cải gì? Cải bê xanh quả là hả Hiền? Dạ. Nhổ vô nấu canh luôn. Chắc chưa nè, em thấy không? Làm mờ thì thôi kệ, nấu tô canh. Có miếng canh ăn ngon. Nắng chịu không nổi rồi nè. Trời này nắng không có nhiêu mà hầm. Hầm. Dạ. Trời hầm nó sợ luôn rồi. Con gắt có nửa khúc rồi. Nửa khúc hả? Dạ, còn nửa khúc ở trên đèn bầu á. Chừng nào ăn ngắt xuống tiếp ăn tiếp hả? Dạ. Vô tính gọt vỏ mà sao thấy còn non quá, thôi để vỏ luôn. Để vỏ ăn nó giòn quá nè. Dạ. Kho tôm ngon quá chẳng ngon rồi. Im, ăn rồi ngay cơm. Thấy nấu canh hết đó thì cũng ấy thôi, chừa lại ít với cái đầu gạch tôm nè. Xào lên rồi hả, đem. Cục cháu có cái lớp màng này là nó béo cực kỳ luôn rồi. Dạ. Quá. Nè ăn bầu chấm cháu không luôn đâu à. Nhà đó làm buổi chiều nữa xong nhiều. Chắc còn chừng vách nè. Chiều nay mình cắt kèo à. Dạ. Cắt kèo lên là lập. Còn cái vách nè. Nó thầy không có tiền với lại cái trời nó yếu, nó siêu, sợ nó sập bậy. À, sáng nó siêu, nó nghiêng qua bên trung kinh. Nghe luôn thấy không? Dạ.
chứ để mà hơi vài tháng nữa được á, con lãnh lương cái con bù vô đặng mua sắt rồi làm cho vỗ ba ở cho chắc thú mình bậy cái sợ nó sập bậy. Rồi nhân á thì nó con gì năm á nó cũng có xả dừa của nó đó. Ừ. Nó phơi rồi nó ngâm nó phơi cũng khô hết trơn. Thì đó mình chắc tận dụng cái cột cũ đó lại có xài được thì xài. Cột keo tận dụng làm được. Nhưng mình tận dụng thuốc nào mà mình gắt bỏ. Nhưng cái mỗi lần còn ngoại con thì vừa hơi là ngoại bả làm rồi chứ không có để tới siêu gì đâu. Rồi ngoại thì bả mất rồi, giờ còn có mình giúp bả ở có mình đó. Cũng không có chồng con gì hết, rồi ở vậy đó. Rồi cái thêm phần giúp bả bệnh nữa, bả đâu có biết gì vụ mà nhà cửa đâu. Bả đâu có biết gì đâu nhà cửa. Dạ. Rồi thấy siêu dẹo vậy rồi nói nhận vậy đó, rồi cái đang làm đỡ có sập gì chết nữa. Về năm bả không chịu, năm thôi dở ra làm lại đi. Giờ dốt bà cũng ở con mình. Bởi vậy chị năm bà mới sợ cơ. Mới đêm hôm người sợ mưa gió này nọ. Dạ. Nhà thì nó giật ra ngoài xa lắm, mỗi lần kéo sát cái mái tường luôn á. Đúng rồi, nó giật ra khỏi tường và khúc luôn. Bây giờ làm là chắc cú rồi, hơi gắn ba bát. Dạ. Nhân hàng ba cái bát á, rồi úp phan ốc vít vô một cột một xi măng luôn á. Dạ. Rồi bắt ốc nở vô, rồi bắt kèo kèo còn cứng lắm. Giờ làm lại là ngon lành luôn rồi đó. Chứ úp phải công nghiệp bát bát nhân khô. Lúc này mưa xuống là dốc con bả đỡ đi gì đó, chứ lúc nắng bả đi mỗi ngày luôn á. Đi lên trên cần tới trên trên phụ cho nó đi bọc là lụng mấy vòng vô thấy vậy thấy mình xiêm cũng chở về tới đây thì chở về người ta chạy về nhà chút xíu thì thấy bả đi lên tới nữa. Chứ nói sao dốt không ở nhà nghỉ đi mà lên đây nữa rồi. Để ta lên viện có cơm ăn. Bà hải viện là má con Hòa phải không? Dạ. Bà ngoại con là thứ hai. Ừ. Còn bà già của ông già của dì hai á. Ừ. Là thứ năm. Ừ. Đó cũng như là ông nội của ông Hòa là thứ năm đó. Dạ, bên đây gia lớn. Dạ. Có gì thì ngon thôi, ăn ốc ăn món hết gì á, dưa bọn luộc luộc luôn nè. Bên đây con còn nhóc. Ừ. Ăn hết này hết chỗ dứa được rồi lẽ. Dưa thấy màu hường hường tính đau lạc bây giờ cũng ngon. Mời cả nhà uống nước với em nè. Nước đá me. Nó đã. Có canh nè, có canh hấp hả? Hai chén canh, ăn hai chén canh.
không mà trời này ăn cơm có canh ngon. Có canh hấp ngon, canh ngọt. Dạ. Mát. Thì thôi một lần nữa em cũng xin cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian ra xem clip để ủng hộ cho hai cháu, và hai cháu ăn cơm cũng xong cả nhà. Giờ em xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye.